Đây nhẹ cái đây. Đây đây là không cần lên ga luôn. Đã ta. Như trời. 36 con ngựa hai mái, 3.500 vòng trên phút. Đề rất là nhẹ nhàng. Đề cái gì đã này chứ. Con này chạy chạy nước xanh luôn nè bà con. Nước xanh là làm nước, làm mát nước bằng nước luôn phải không? Ừ, à, nước xanh đó, luôn nè. Nước xanh zin của nó luôn á. À. Nước biển vô đây để làm mát cái nước xanh, còn nước xanh này làm mát cho đúng, máy. Đúng rồi, hết động cơ luôn. Ôi, con này còn đẹp lắm nè. Hai máy luôn, hai máy 36 ngựa, lớn chứ. Bê tông lớn. Bê tông lớn. 26 ngựa là tắt máy. Con này hai máy rồi mà đã 36 ngựa rồi. Con kia nãy 4 máy, Isuzu nãy 4 máy là trên 40 ngựa. À, không, cái con nãy nhỏ hơn này. Con đó thấy nhỏ hơn này. À. Đúng không? Thấy xác nhỏ hơn, 2 máy rồi, cà bá 4 máy. Không, tại cái dòng Yamaha làm hàm hố vậy đó. Con cả. Dòng Isuzu nó gọn lắm. Cái bầu nhớt cũng bự hơn ta nè. Đúng rồi, Yamaha làm... Cái bầu nhớt càng bự thì máy càng mát luôn. Con nhãn số thủy nó nhẹ thiệt ta. Gạch nhẹ nhàng thiệt chứ. Đây nè, túi quần sao nè. Ủa, tôi mua tăng áp luôn. Tôi mua tăng áp mà con nạp lên đã lắm, nạp lên khói đen ra hết à. Nạp lên cái khói ra cái hết à. Nên mấy xe tải sau này nạp hay ra khói vậy, nạp xong rồi buông ra là hết à. Đây, 36 ngựa, 2 máy, 3.050 vòng trên phút. Tôi cũng nhanh đó, MD13. Mình thử cái con Yamaha nè, đây là tiếp đô của con nha. Số ra nó còn đầy đủ nha. Còn một xíu nữa mình test nha. Con này là có turbo tăng áp nè. Cái dòng turbo tăng áp này thì biết, bà con biết rồi. Khi mình nạp ra cái là nó phải ra phủ khói đen một cái. Rồi khi mà mình giữ ra nó mới hết khói nha. Chứ không phải là nó bị đổ hơi đâu. Cái con này là Yamaha 2 máy. Con này mà chạy với Yamaha 2 máy nè. 36 ngựa nè. Với vỏ lãi mà quay cống khói trời đã lắm. 350 vòng 9 phút. Đó, con này 2 máy nè, con này chưa chùi rửa gì hết trơn nha. Mới con, câu được vỏ. Con này đem chạy vỏ lãi nè ha. Quẹ cái bô lên đã lắm. Nẹt đã lắm. Con này là chỉ chưa chùi rửa chứ. Mới câu đường dầu vô để test thử cho bà con nghe tiếng nổ thôi. Con này nó giải nhiệt bằng nước xanh nè nha, nên cái máy rất là bền nha, chứ không phải nó giải nhiệt bằng nước biển nha. Đó thấy không? Này, nước biển giải nhiệt cái nước xanh. Rồi xong đó là cái nước xanh này là nó giải nhiệt cho máy. Ừ. Còn nó có một cái đường nước vô nữa. Đây. Nó có bơm phụ luôn kìa. Đây là cái bơm phụ của nó luôn nè, là nó hút nước biển vô đây.
để dành nó nuôi làm mát cho cái bầu nước xanh ở bên trong nè, nên bởi vì cái máy nó là rất là bền, có thể mà ngạt đường nước lên á thì nước xanh nó vẫn còn, nên máy cũng không bị ảnh hưởng đó. Đây nước biển mà nó nuôi nó làm mát cho nước xanh thì làm mát cho máy, nó truyền vậy đó, nên cái máy này thấy mình thấy nó làm một đời nó cũng cao á. Không, đời này rất cao rồi. Rồi giờ để mình đề thử máy thử cho bà con nghe cái tiếng mà gầm gú của con turbo nha. Đây. Đề như ngỗ vậy.